Nào cùng nhau tới mừng thánh do An Tiền hô chào đời. Một bài ca mới người hỡi vang lên người ca Thiên Chúa. Ngay khi thánh do an thanh trong dạ mẹ tình cha, ơn do Chúa ngôi ban luôn tuôn ban ngập tràn đầy dư. Khi ngôn sứ sinh ra tin vui cho lòng người gần xa. Ngày vị tiền hô sinh ra đời, rộn ràng vang tiếng cười, là ngày nở tươi cho muôn người, này một kỷ nguyên mới. Thời đại đã tới, Chúa cứu đời, lời từ xưa tiên báo, chọn tình tặng trao cho nhân trần, muôn hồng ân tuôn trao. Nào cùng nhau tới mừng thánh do An Tiền hô chào đời. Một bài ca mới người hỡi vang lên người ca Thiên Chúa. Ngay khi thánh do an thanh trong dạ mẹ tình cha, ơn do Chúa ngôi ban luôn tuôn ban ngập tràn đầy dư. Khi ngôn sứ sinh ra tin vui cho lòng người gần xa. Ngày vị tiền hô sinh ra đời, như hồng ân Chúa trời, lòng mẹ nhẹ với bao mong chờ, giờ thành niềm vui mới. Thời của mẹ cha nay tuy già, chẳng còn lo son rối, trở thành dòng dõi những thánh nhân, hưởng hồng ân muôn đời. Ngày vị tiền hô sinh ra đời, nghiêm lễ nơi xứ thần, dù lòng phụ thân mang nghi ngờ, giờ thành niềm tin mới. Chẳng còn lặng câm trong âm thầm, mở miệng tôn vinh Chúa, một niềm thành kính cho tâm tình, phụng thờ trong an bình. Nào cùng nhau tới mừng thánh do An Tiền hô chào đời. Một bài ca mới người hỡi vang lên người ca Thiên Chúa. Ngay khi thánh do an thanh trong dạ mẹ tình cha, ơn do Chúa ngôi ban tuôn ban ngập tràn đầy dư. Khi ngôn sứ sinh ra tin vui cho lòng người gần xa. Khi ngôn sứ sinh ra tin vui cho lòng người gần xa. lạy Thiên Chúa, nay con tìm đến nương nhờ Ngài, đừng để con bao giờ nhục nhã, bởi vì Ngài hằng sẵn công minh, xin cứu giúp con khi tai nghe và cứu độ con. Xương con thì Ngài không là lắm gì. được theo dệt trong đấng thầm sâu. Ngàn lời tri ân, ngàn lời tri ân Thiên Chúa từ nhân đã tạo tâm thân. Ngài dựng nên con, Ngài dựng nên con, ôi sao vui diệu biết bao. Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của đấng tối cao. Con sẽ đi trước Chúa mở lối cho người, bảo cho dân Chúa biết người sẽ cứu độ, là tha cho họ hết mọi tội khiên. Chúa là Thiên Chúa chúng ta, người đã viếng thăm và cứu thoát dân mình từ dòng dõi trung thần David. Người đã cho xuất hiện một vị cứu phán qua lời ngôn sứ và khưng ban tuôn tràn hồng phúc bình an. Chúa cứu dân người thoát khỏi bàn tay quân thù và sẽ giải thoát giúp ta khỏi quân gian tà. Chọn bề nhân nghĩa nâng đỡ tô tiên dân người, đường dài tương lai nhớ lại lời giao ước xưa. Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta, người đã viếng thăm và cứu thoát dân mình từ dòng dõi trung thần David. Người đã cho xuất hiện một vị cứu tinh, người đã phán qua lời ngôn sứ và khưng ban tuôn tràn hồng phúc bình an. Chúa đã đoan thề với tổ phụ Abraham rằng sẽ giải phóng giúp ta khỏi tay quân thù, để đời ta sống công chính trước nhan của người, và trọn đời ta hết lòng phụng thờ Chúa thôi. Từ dòng dõi trung thần David, người đã cho xuất hiện một vị cứu tinh, người đã phán qua lời ngôn sứ và khưng ban tuôn tràn hồng phúc bình an. Chúa rất nhân từ, hết lòng dù thương dân người, và cho bừng sáng ánh quang vầng đông huy hoàng, để rồi soi sáng ai sống trong đêm tự thân, và còn đưa dân tới đường bình an chữa chan. Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta, người đã viếng thăm và cứu thoát dân mình. Từ dòng dõi trung thần David, người đã cho xuất hiện một vị cứu